Và bây giờ là kết thúc của cái chương trình. Bây giờ là kết thúc chương trình là hát. Thì bất ngờ là bà con đổ về mộ của chú Vũ Linh rất là nhiều cô chú anh chị. Cái tượng sát nha cô chú anh chị. Quá chừng luôn cô chú anh chị. Đây là một cái tượng của chú rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bà con đổ về rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi, sau khi xem hát xong nha. Chị đâu bên đây vậy thấy? Ê, nhớ là kiểm tra cái điện thoại nha, để khi em dạy. Xuống rồi kìa. Xuống rồi. Anh nghe chị ơi. À, chắc là chiều mai quá chị. Thôi, cô bà con bất ngờ là chụp hình chung với chị Xuân Thảo của chị. Trời ơi bà con này cô chú anh chị ơi, bu anh Vũ Linh quá trời luôn rồi, chia sẻ ra bớt. Vũ Linh là bảo đi hướng này cho Hồng Loan. Đây có những fan nhí nữa ba ơi. Ba ơi có những fan nhí chụp hình với ba nè. Dính nguyên chùm luôn đừng có chụp hơn, chụp nè bé. Nghe tiếng tốt mà kia luôn. Dạ, quay ai cứu mày, cứu mày ơi. Dành ra đi chụp cái đầu. Chụp được chưa con? Ba lưng chụp với mấy bé nè ba luôn ơi. Chị để cô chụp kìa cô ta. Có được không? Đi lên trời ơi. Ba lưng cô chụp cho. Ba lưng xỉu. Còn nhỏ mà đứa nào cũng có điện thoại chứ. Chụp rồi chụp nữa. Hết pin rồi không có chụp được luôn. Rồi. Nè con. Giờ nhá rồi. Rồi chụp tấm mình về, chụp tấm này mình về. Ôi đây nè, đây nè. Cảm ơn gia đình nhiều. Mà vòng tay tất cả. Em thấy anh đi bộ đi anh Lương ơi, em thấy anh đi bộ đi. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi cũng hồn chưa. Hồn chưa. Dạ. Dạ. Không rồi. Em chụp nó cho chưa được luôn á. Chụp nó ra cả chục tấm rồi. Không có được, không có được. Rồi. Quá chơi bà con rồi. Đây chụp luôn, dành máy chụp cho lẹ luôn. Ai cũng đòi dành máy chụp cho lẹ luôn. Trời ơi, chụp cái anh luôn. Chụp ảo. Thấy vậy chứ mệt lắm á, nhưng mà giờ mình đứng không mình còn mệt. Trời ơi, để ơi. Lên chụp đi. Chút xíu là con. Chút xíu là con. Chết chú rồi con ơi. Đúng rồi.
chú chú hình ra tôi sắc cả tôi không có cái này quay ra chờ cái chạy xe tới chưa mi 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 bữa nay làm gì xỉ luôn mày kính luôn cả nhà bữa nay ekip rồi làm gì xỉ luôn cho anh chị ơi ngọt luôn Rồi, có thấy quay mòng mòng chưa? Cảm giác muốn xỉu rồi. Vô nở kìa, cầm cho đi ra cho nó ngập hơi ngập hở. Cảm giác muốn xỉu rồi. Rồi, vậy rồi, vậy cũng ngắt. Ngắt nè, xong rồi làm mãn nguyện rồi đó. Đúng rồi, đi hết rồi, xong rồi đi rồi. Xong rồi anh lưng cũng khỏe luôn rồi. Rồi, ngó. Xỉu luôn rồi. Như kia, ta thấy như tóc này đi tóc kia lại rồi đó bà con tha cho ông Tiên chút đi ông Tiên sắp xỉu rồi ông Tiên sắp xỉu rồi tha cho ông Tiên chút xíu đi bà con ơi tha cho ông Tiên đi gần đi chạy đi ồ ồ dí rồi chú anh chị ơi bà con ơi lưng bị dí rồi cô bay rồi ồ đẹp quá ồ đẹp quá lưu bữa nay là lên hình đẹp chắc cao cao khán giả rồi không lối thoát với khán giả luôn Tiên và lưu chạy mất cái điện thoại nhắn đặt đẹp chưa đẹp quá rồi đẹp luôn đi đừng có đứng mà xỉu đi đi qua bên văn phòng cái gạo luôn anh Lưng ơi sao quay lại sân khấu nữa rồi nãy không đi đường kia đi bộ lên kia luôn ngồi đi sao kỹ mi về lại sân khấu rồi mi dắt kiểu gì ta vô đó xỉu nữa à giờ đi qua văn phòng để phát gạo thôi chứ không chị đi tới ổ đi ra đường tắt chọc chị có xe ngoài kìa.